Để đảm bảo công tác tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận, trường chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1, trang trọng, tiết kiệm, an ninh, an toàn. Sáng nay, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành liên quan, ban giám hiệu cùng thầy cô giáo nhà trường. Dự kiến lễ công bố sẽ tổ chức vào chiều ngày 24 tháng 9 tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh báo cáo từ các sở ngành trong tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, trang trí, kịch bản, hậu cần đang được khẩn trương triển khai, các đơn vị phối hợp với nhau chặt chẽ, đồng bộ để các bước các khu đạt yêu cầu đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, đây là bước ngoặt lịch sử của nhà trường, vì vậy, đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị thật chu đáo, tạo được sự lan tỏa về ý nghĩa của sự kiện trường chính trị đạt chuẩn trong hệ thống chính trị của tỉnh, từng sở ngành theo chức năng nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, kịp thời báo cáo nếu gặp khó khăn vướng mắt để nhanh chóng xử lý. Đồng thời, dự lường trước những tình huống có thể xảy ra và phương án dự phòng, tinh thần chung là làm sao lễ đón nhận bằng công nhận trường chính trị tỉnh bình dương đạt chuẩn mức một trang trọng tiết kiệm an ninh an toàn để lại ấn tượng tốt với đại biểu tham dự